Chào các bạn đến với một phòng phim cực kỳ đặc biệt tại Fair 2024 triển lãm thiết bị giải trí phòng phim cao cấp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và đến với không gian của cơn bão số một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực âm thanh hình ảnh tại Việt Nam với rất nhiều những dự án danh tiếng thì phòng phim này đặc biệt với những gì bởi vì một phòng phim có thể trị giá đến 4 tỷ đồng hơn 4 tỷ nha với 19 cái lo và đặc biệt là 6 cục subwoofer các bạn nhìn thấy này một cục subwoofer cục nào cục đấy rất bự ba cái phía trước ba cái phía sau nhưng mà cái điều đặc biệt khác đó là gì khác với tất cả những phòng phim khác của face show các bạn sẽ thấy các bạn sẽ thấy được những cái thiết bị trang tiêu âm tiêu âm tán âm như vậy. thì ở cơ bài số không hề có chuyện đó bởi vì cái triết lý của cân bài số rất là lạ đó là không cần sử dụng tiêu âm tán âm các bạn chỉ cần một sản phẩm như thế này đây đây là một chiếc mic thần kỳ của cơ bản số đó là cái mic của trinov với cái mic Trinov này và cùng bộ xử lý Trinov Attitude 16 Nó có thể tái tạo được 18 vị trí trong phòng nghe của các bạn 18 vị trí mapping chính xác luôn Thật ra cái hệ thống đó, nó mang đến một hệ thống 9 6 4 19 cái loa Nhưng cực kỳ chính xác chỉ bằng một cái mic này thôi Và cái mic này Tất cả mọi thông số sẽ được cân chỉnh bởi cơn bão số Cũng như các chuyên gia đến từ nước ngoài luôn Nên đảm bảo các bạn sẽ một chất âm chính xác nhất và tại sao là như vậy bởi vì đơn giản thôi. Với một không gian đã cao cấp có thể đầu tư đến hàng tỷ đồng thì chắc chắn gia chủ sẽ không muốn phá vỡ phong cách kiến trúc của mình. Bởi vì với những thiết kế sản phẩm tư âm tần âm nó khô kịch hơn chút xíu đúng không? Và bên cạnh đây thì chúng ta cũng có thể thấy những cái sản phẩm loa của Kray được sắp xếp rất là linh hoạt, đẹp, cao cấp. Và ở trong phòng phim này các bạn cũng không hề thấy được những thiết bị ly hay là những thiết bị kết nối gì cả. Bởi vì tất cả đã được giấu sẵn ở trong một cái rất tinh tế và các bạn hoàn toàn biến mất khỏi không gian căn phòng luôn và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm chút xíu nữa tại sao cái phòng phim này đặc biệt bởi vì các bạn sẽ thấy hai hàng ghế ngồi như thế này hai hàng ghế ngồi cách xa nhau rất nhiều nha nhưng cái dạng bass hay độ chi tiết chỗ này cũng giống nhau luôn thì ngoài cái chuyện công nghệ waveforming ở trên màn hình hay là cái công nghệ đo phòng của Trinov nó còn có một cái rất hay của k đó là gì cái bass nó sẽ là một cái absorber một cái tiêu âm bởi vì khi bass phía trước và bass phía sau nó cộng dồn lại thì nó sẽ có hai trường hợp. Một, các bạn là mất bass, nó bị nó bị triệt tiêu ngược pha đúng không? Thì bass này không nghe đã. Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà nó lại cộng dồn lên thì cái bass lại nối đuôi quá rền, không chính xác. Thì đây. Đây là cái subwoofer vừa là subwoofer vừa là cân chỉnh để đảm bảo cái gì? Ngồi đâu, giải bass đánh cũng chính xác và cực kỳ chi tiết. Một phòng phim có thể gọi là rất đặc biệt một phòng phim mang triết lý của cơn bão số nhưng mà bây giờ thì cơn bão số không chỉ mang đến tại Phê Show một phòng phim đâu chúng ta sẽ đi đến một phòng không gian tiếp theo cùng với bạn Ngọc Trân tạm biệt không gian phòng phim của Vũ thì sang đây chúng ta sẽ có một không gian thiên hướng lifestyle hơn và đây cũng là một trong những chủ đề mà PSI Show muốn mang đến cho các bạn không gian trải nghiệm lifestyle trong chính căn phòng khách của chúng ta và với giải pháp uh, của căn phòng này thì cơn bão số sẽ mang tới cho chúng ta những thiết bị loa đến từ K-Gear uh, Amli của Onkyo Và từ đó các bạn có thể kết hợp để trở thành một bộ dàn xem phim kiêm hát karaoke và có thể nghe nhạc hi-fi Và khi để vào trong không gian như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là nó vô cùng gọn gàng Và không khác gì uh, không gian của một căn phòng khách hiện đại hiện nay Và như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc quyết định và xuống tiền đưa những mẫu loa này về căn phòng của mình và điều đó sẽ chỉ có tại căn phòng của gân báo số mà thôi Khi mà chúng ta ở đây có tận hai setup Một setup chuyên về một phòng phim chuyên nghiệp, phòng giải trí chuyên nghiệp Và một setup ở bên này sẽ là một cái giải pháp về lifestyle Bên cạnh đó thì ở đây chúng ta cũng sẽ gặp một vài những mẫu máy chiếu chất lượng cao Ví dụ như là Optima hay ở đây thì có XGMI Đây là một mẫu máy chiếu nó để cho tôi rất nhiều ấn tượng kể từ lúc mà nhìn thấy nó lần đầu tiên Các bạn có thể thấy đây là một mẫu máy chiếu nhỏ, gọn thiết kế rất tinh tế nhưng khi chiếu lên đây thì độ sáng lại cực kỳ cao đây là một cái điều mà có thể thấy rằng rất ít chiếc máy chiếu nhỏ gọn ở trên thị trường có thể làm được và ở đây khi mà trong căn phòng này vẫn chưa tắt điện độ sáng vẫn cực kỳ tốt và có một cái điểm thứ hai nữa bên cạnh việc là độ sáng cao tương phản tốt đấy chính là cái điểm nét viền của cái chiếc máy chiếu này nó chiếu ra vẫn cực kỳ tốt độ blur là gần như không có không thể thấy được nên đây có thể thấy okay, nên đây sẽ là một ưu điểm nữa mà chúng ta có thể thấy được ở uh, trên mẫu máy chiếu XIMI đang đặt trong căn phòng của cơn bão số uh, và tóm lại khi mà tới đây thì uh, chúng ta sẽ có hai giải pháp cùng với một vài những mẫu máy chiếu ấn tượng để cho các bạn có thể trải nghiệm và nếu như các bạn muốn trải nghiệm được tất cả những điều này hãy tới với phòng triển lãm của cơn bão số tại PSE Show. Chúng ta vẫn còn ngày mai nữa, ngày 25 tháng 8 năm 2024 tại 272 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại PSE Show.